Xin chào tất cả các bạn. Đến với chương trình hôm nay thì công ty du học Tân Đại Dương xin giới thiệu đến các bạn một số thông tin về trường đại học Curtin của đất nước Singapore. Thì trường đại học Curtin Singapore là cơ sở đào tạo của trường đại học công Curtin của Úc tại Singapore với chương trình đào tạo và cấp bằng tương đương như khi các bạn du học tại Curtin của Úc. Sinh viên học tại trường Curtin Singapore ngoài việc tiết kiệm được 40% học phí so với du học tại Úc thì còn có thể tiết kiệm được chi phí sinh hoạt nhờ thời gian học liên tục, kỳ nghỉ ngắn giữa các khóa thay vì kỳ nghỉ hè dài tại đất nước Singapore. Trường được thành lập vào năm 1968, thì trường Đại học Công nghệ Curtin của Úc là trường đại học công lập lớn nhất ở Tây Úc và nằm trong top 3% của các trường đại học tốt nhất trên thế giới. Trường có cơ sở đặt tại Sydney và Perth của Úc và chi nhánh tại Malaysia và Singapore. Trường Curtin tại Singapore được đặt tại Jalan Raya, trung tâm của Singapore với cơ sở vật chất được đầu tư hơn 40 triệu đô la Singapore, bao gồm 40 lớp học, 10 giảng đường lớn với hơn 1.800 sinh viên đang theo học. Và thư viện của trường thì được kết nối trực tiếp với lại thư viện của trường Đại học Curtin của Úc. Giảng viên của trường Curtin thì luôn hỗ trợ tốt nhất cho sinh viên quốc tế trong việc học tập và định hướng nghề nghiệp của mình sau khi ra trường. Và sinh viên theo học tại trường Đại học Curtin ở Singapore thì được nhận văn bằng tương đương như khi du học tại đất nước Úc. Sinh viên có thể chuyển tiếp sang các cơ sở đào tạo của Curtin tại Perth hoặc là Sydney với thủ tục visa đơn giản. Thì một năm học tại trường Curtin Singapore sẽ gồm có 3 học kỳ và do đó thì sinh viên sẽ hoàn thành chương trình cử nhân trong 2 năm và thạc sĩ chỉ trong vòng 1 năm. Curtin Singapore còn có chương trình cao đẳng dành cho các bạn học sinh đã hoàn tất lớp 11 ở Việt Nam. Và đặc biệt thì chương trình cử nhân tại Curtin Singapore thì các bạn sẽ được chọn học chuyên ngành kép mà không phải đóng thêm học phí. Và đặc biệt chương trình thạc sĩ của trường thì không yêu cầu các bạn có kinh nghiệm làm việc. Và cụ thể hơn về từng chương trình đào tạo thì Tân Đại Dương xin giới thiệu với các bạn dưới đây như sau. Đầu tiên đó là chương trình tiếng Anh. Thì dành cho các bạn sinh viên không đủ điều kiện trình độ tiếng Anh thì các bạn phải học thêm một khóa học tiếng Anh tại trường Đại học Curtin Singapore. Và bao gồm có tiếng Anh tổng quát và tiếng Anh chuyên ngành, có 5 cấp độ và mỗi cấp độ là 10 tuần. Và thời gian khai giảng của các cấp độ này thì vào tháng 2, tháng 4, tháng 7, tháng 8, tháng 9 và 11. Tiếp theo đó là chương trình cao đẳng thương mại và truyền thông. Với thời gian học là 16 tháng, chương trình này thì dành cho các bạn đã hoàn thành xong lớp 11 với điểm IELTS là 5.5 hoặc các bạn hoàn thành chương trình tiếng Anh của trường. Hoặc các bạn cũng có thể lựa chọn học chương trình cao đẳng thương mại truyền thông. Với thời gian học là 8 tháng dành cho những bạn đã hoàn thành chương trình trung học phổ thông với điểm IELTS là 5.5 đối với ngành thương mại và IELTS là 6 chấm đối với ngành truyền thông. Và chương trình đại học thương mại truyền thông thì 16 tháng sẽ dành cho các bạn đã hoàn thành chương trình cao đẳng của trường Curtin hoặc chương trình tương đương với điểm IELTS là 6.5 hoặc các bạn đã hoàn thành xong chương trình tiếng Anh của trường. Ngoài ra thì các bạn có thể đăng ký học chương trình Đại học Thương mại và Truyền thông với thời gian học là 24 tháng với chuyên ngành đơn và chuyên ngành kép. Các chuyên ngành đơn như sau như là kế toán, quản trị kinh doanh, quản lý chuỗi cung ứng, marketing, truyền thông. Với chương trình kép thì các bạn có thể học kế toán và tài chính và ngân hàng, tài chính và marketing, quản lý, quản trị nguồn nhân lực, quản trị và marketing, marketing và quảng cáo. Và yêu cầu thì các bạn cần phải tốt nghiệp trung học phổ thông với điểm GPA là trên 8 chấm và điểm IELTS là 6.5 hoặc là các bạn đã hoàn thành chương trình học tiếng Anh tại trường Curtin Singapore. Và một điều ghi nhớ dành cho các bạn thì Tân Đại Dương xin chia sẻ như sau. Thì các bạn, nếu như các bạn sinh viên hoàn tất khóa cao đẳng thương mại thì các bạn sẽ vào thẳng năm 2 của trường Đại học Curtin Singapore hoặc các bạn sẽ chuyển tiếp qua Úc để hoàn thành bằng đại học tại đất nước Úc luôn. Chương trình đào tạo thạc sĩ tại trường Đại học Curtin Singapore thì bao gồm các chuyên ngành như là thạc sĩ về kinh doanh quốc tế, thạc sĩ hậu cần logistics, thạc sĩ về dự án, thời gian học là trong vòng 12 tháng. Khóa học thạc sĩ này sẽ kéo dài 12 tháng thì sẽ chia thành 3 học kỳ và sinh viên có thể lựa chọn học kỳ cuối tại trường Đại học Curtin ở Perth hoặc là Sydney với thủ tục visa đơn giản. Và chương trình khai giảng của trường thì vào tháng 2, tháng 7 và tháng 11. Và để tìm hiểu thêm thủ tục nhập học cũng như các giấy tờ cần thiết khi đi du học tại trường Đại học Curtin Singapore thì các bạn hãy liên hệ ngay với công ty du học Tân Đại Dương theo các địa chỉ sau. Tại thành phố Hồ Chí Minh ở địa chỉ quận Nhất thì các bạn hãy tới 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Số điện thoại là 0838484879. Tại quận 5 thì các bạn hãy tới địa chỉ là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Số điện thoại là 0838382080. Và tại thành phố Nha Trang thì các bạn hãy tới địa chỉ là số 7 Mê Linh, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Số điện thoại là 0583514036.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.